Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày 27 tháng 9 ở khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngập sâu. Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt các tuyến đường phố như ngã tư Lê Lợi, đường Phan Chu Trinh, Trường Thi, Triệu Quốc Đạt, Trần Phú ngập sâu cả nửa mét. Nước ngập sát bậc thềm các hộ kinh doanh trên tuyến đường Trần Phú khiến người dân kinh doanh lo lắng. Một người dân địa phương chia sẻ rằng lâu rồi mới chứng kiến một đợt mưa gây ngập lớn như thế này. Nhiều con phố như biến thành dòng sông. Mưa ngập đúng vào giờ cao điểm người dân đi làm, học sinh đi học khiến đường phố ùn tắc, giao thông hỗn loạn. Có phụ huynh đưa con đi học từ hơn 6 giờ, xong mất hơn 30 phút mới đưa được bé đến trường tiểu học cách nhà một cây số. Thậm chí có phụ huynh phải xin phép cô giáo cho con nghỉ học một tiết đầu do đi trễ. Một số em phải quay về nhà vì ngã xe hoặc mưa to gây ướt quần áo. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động lực lượng ra điều tiết giao thông để hạn chế tình trạng ùn tắc. Tại khu vực mặt bằng 199 phường Đông Hải, nhiều gia đình sáng mở cửa ra đã thấy nước mấp mé tràn vào nhà. Người dân sống trên địa bàn bày tỏ hệ thống thoát nước của khu vực này kém, cứ mưa là ngập. Năm nào cũng có vài trận, cốt nhà chỉ hơn đường có 20cm nên nước rất dễ tràn vào, nhất là khi có xe ô tô đi qua. Người dân đã kiến nghị cơ quan quản lý cần sớm khơi thông, làm đường thoát nước nhưng đâu lại vào đấy. Trong sáng 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc triển khai ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch, khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn khu vực miền núi, không để xảy ra lũ ngãn dòng. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư bãi sông, ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, trong ngày 27 và 28 tháng 9, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều vùng trên cả nước. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều và tối. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Nam Bộ trong chiều tối và đêm có mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng tại Nam Bộ, mưa lớn kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông. Trên các sông tại Nghệ An đến Hà Tĩnh, dự báo có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, tại hạ lưu từ 1,5 đến 3 mét, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Hiện nay, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông, trên địa bàn các huyện miền núi Hà Tĩnh đang tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê nước ngập sâu, giao thông chia cắt. Hiện các con đường vào các xã Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên, huyện Hương Khê bị ngập cục bộ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh, ngày 26 tháng 9, nhiều trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Hương Khê đã chủ động cho học sinh nghỉ học ở nhà phòng tránh lũ. Các giáo viên đã chủ động di dời tài sản, sách vở, thiết bị dạy học của nhà trường đến nơi an toàn. Theo ông Phan Quốc Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê, hiện toàn huyện có 4.317 học sinh thuộc khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của huyện phải nghỉ học. Trong đó có 842 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở 1.018 em. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê đã chỉ đạo các trường học trong các ngày tới, tùy tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng phương án học bù khi hết mưa lũ. Trước tình hình thượng nguồn Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa lớn, nước chảy về khiến hồ chứa nước thủy điện Hố Hô, Quảng Bình và Hà Tĩnh dâng lên nhanh. Công ty cổ phần thủy điện Hồ 4 đã bắt đầu xả tràn điều tiết nước qua tràn tại nhà máy thủy điện Hố Hô từ chiều hôm qua. Đến 2 giờ sáng 26 tháng 9, lưu lượng xả tràn thủy điện Hố Hô được tăng lên 1.342 m3 trên một giây.
Hiện có 20 hộ dân ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê đã chuẩn bị di dời, sơ tán, tránh nước dâng cao. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với mưa lũ khi có yêu cầu. Do mưa lớn từ thượng nguồn, mực nước ở các sông La, sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu, Hà Tĩnh, sông Lam, Nghệ An đang dâng lên nhanh. Áp thấp nhiệt đới đổ bộ miền Trung khiến nhiều tỉnh trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông đi lại khó khăn do bị ngập cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhiều giờ qua tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thậm chí có khu vực lượng mưa đo được lên đến 112mm. Theo dự báo, tình trạng mưa lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày. Chính vì vậy, người dân sống tại tỉnh Thừa Thiên Huế cần lưu ý khi tham gia giao thông, di chuyển tại các tuyến đường ở những vị trí thấp trũng, khó thoát nước hay một số điểm công trình giao thông, hạ tầng đang thi công dang dở. Bởi những khu vực này rất dễ xảy ra ngập cục bộ, việc di chuyển sẽ vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông báo đến người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đồng, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp. Trước đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang tiến vào đất liền, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa bàn tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn tại 5 điểm gồm đồn biên phòng Phong Hải, trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, hải đội 2, đồn biên phòng Vinh Hiền, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai nhiều cuộc họp khẩn với các địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cần triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, khẩn trương thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, tổ chức rà soát các công trình đang thi công, có phương án chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. Trong công tác đề phòng diễn biến phức tạp của mưa bão, các địa phương cũng đã tổ chức rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, gò đồi, khu vực ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!